khi được gặp lại quý vị khán giả và các em nhỏ trong chương trình Ước mơ của em, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV phối hợp sản xuất. Bây giờ chị Tường Vi đố nha, các em có biết là đất nước Việt Nam của chúng ta có bao nhiêu dân tộc anh em không? Nếu mà các bạn chưa biết được câu trả lời thì bây giờ chỉ cần tập trung thật nhiều vào chương trình Ước mơ của em ngày hôm nay. Và chị Tường Vi bảo đảm khi mà các em đã xem xong thì các em sẽ thu thập được nhiều câu trả lời thú vị lắm. Chờ xem nha, nhưng mà nhiệm vụ đầu tiên là liên lạc với hiệp sĩ đã. Chào Tường Vi. Tường Vi xin chào hiệp sĩ. Nhiệm vụ hôm nay của hiệp sĩ á là sẽ đến gặp bạn Quỳnh Anh tại số 13 Đống Đa, phường 2, quận Bình Thạnh để giúp cho bạn ấy thực hiện ước mơ là tìm hiểu các dân tộc anh em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Chà, lâu lắm rồi mới có một bạn nhỏ có ước mơ là tìm hiểu về các dân tộc của Việt Nam mình nha. Lần này á, hiệp sĩ sẽ cố gắng hết sức làm cho bằng được. Chà, không biết là bạn Quỳnh Anh của chúng ta có đặc biệt thích hoặc là muốn tìm hiểu về một dân tộc nào không ta? Quỳnh Anh ơi, con có phải là Quỳnh Anh không? Dạ phải. Tại sao con lại có cái suy nghĩ này? Tại vì con thấy các dân tộc anh em sống ở đó thì rất là cực khổ. Con muốn tìm hiểu thêm sẽ có ích trong việc học tập sau này. Con có biết trong nước mình có bao nhiêu dân tộc không? 54 dân tộc. Vậy là cũng con cũng có tìm hiểu rồi đúng không? Con biết những dân tộc nào không, kể chú nghe thử coi nè. Người Chăm, người Hơ Mông, người Ê Đê, người Ba Na, rồi người Dao, người Mường. Nghe cô bé này nói thì có vẻ như là con trong lớp học rất là giỏi đây. Khi mà gặp tìm hiểu về dân tộc á, con muốn tìm hiểu về gì nè? Sống như thế nào? Sao? Rồi họ làm việc như thế nào? Trang phục của họ là họ mặc những bộ quần áo bằng vải. Bằng vải khác, vải mình không có được màu này như của mình. Không được màu này như của mình. Mỗi dân tộc theo chú biết là đều có những bộ áo đặc trưng. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về trang phục trước nha. Xin chào chị. Con thấy đồ dân tộc là ở đâu đâu? Cô bộ nào của dân tộc nào cô? Đây là bộ dân tộc Ba Na. Đây là dân tộc Tài. Đây là dân tộc Hơ Mông. Con có muốn thử không? Dạ. Có vẻ như là cô bé Quỳnh Anh của chúng ta thì rất thích thú về các dân tộc, nhưng mà khi mà lựa chọn ở đây thì chỉ mới biết có một số ít thôi, đó là chỉ có dân tộc Tày, dân tộc Hơ Mông và dân tộc Ba Na. Con thấy bộ đồ này thế nào? Rất đẹp. Thường là có một đặc điểm nào đặc biệt của mỗi dân tộc? Em chỉ biết đồ chứ. Cảm ơn. Thì con bây giờ con ơi, bây giờ trang phục là mình đã có rồi. Bây giờ mình xin cô mình mượn thử, cô cho mình mượn nguyên ngày này mình đi tìm hiểu không? Cô vậy sao cho con mượn? Chứ con mượn đồ này làm gì? Cho tìm hiểu về các dân tộc. Rồi, cho mượn này xong rồi tối là quay lại trả nha. Dạ, đúng cô. Rồi, bây giờ mình đã mượn được đồ rồi. Bây giờ mình đi đâu con? Đi một vòng kiếm cái dân tộc ha. Thôi, bộ đồ cũng dễ thương quá. Thấy rồi. Anh có biết bộ đồ này dân tộc nào? Bộ đồ em đang bận nè, bé đang bận. Ủa dân tộc nào á, anh biết không? Anh đoán là Hơ Mông nè. Hơ Mông. Người thượng á. Dạ. Ở vùng cao nguyên này kia đó. Ê đê hả? Giống của Mông Cổ. Trời ơi, đâu phải đâu. Rồi con giải thích cho chú nghe. Bộ đồ này là của dân tộc Ba Na. Rồi. Khó khăn quá. Khó khăn hả? Từ từ. Mình phải cố gắng lên, mình phải kiên trì. Là của Ba Na. Khỏi tiếp đi. Vậy ở trong thành phố mình có dân tộc Ba Na sống? Anh còn một người bạn lâu lâu cũng gọi đi chơi. Bạn của anh một tuần gặp anh lần. Thì chỉ có gặp ở quán cà phê ở lấy khu phố. Cảm ơn anh nhiều. Bây giờ con coi thử là có ai con hỏi nha. Thấy chú đó ngồi. Chào anh. Chú là người dân tộc nào? Chú là người Ba Na. Chú xuống đây để đi học, xong rồi đi làm. Sau này rồi chú cũng quay về Kon Tum thôi. Ở trên vùng chú sống thì là Kon Tum á. Thì người Ba Na thì tại vì
vì người ta sống nghề trồng trọt mà làm nương làm rẫy, người thì trồng mía, người thì trồng mía. Trang phục này nó cũng không giống như trang phục của Bana ở vùng chú. À, sao không giống, sao không giống vậy? Người ta đan nó hơi khác. Thì chú có chiếc áo người Bana này nhưng mà của con trai. Khi con coi thử anh cầm mượn chú coi thử coi. Đây là áo nam. Chú mà chưa nói tiếng. Mỗi sáng mà con gặp ai đó thì con chỉ tự tình và nói câu là mai. À, muốn chào mẹ hay sao? Mai cơ mẹ. Mai cơ mẹ. Chào bố là mai cơ mẹ. Chú vậy chú học tiếng Kinh có khó không? Lúc đầu cũng khó, xong rồi học 2-3 năm mới biết hết. Ở nhà chú là nhà như sao chú? Nhà chú là nhà sàn. Nhà sàn. Con biết nhà rong không? Nhà rong là nhà sàn. Xem không? Dạ. Rồi, đi thôi. Thường là dân tộc Bana mình sống ở đâu anh? Tập trung ở đâu? Như các bạn đã biết á, thì ở Tây Nguyên và gồm 5 tỉnh thì Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đắk Lắk. Thì người Bana thì tập trung chủ yếu ở vùng Kon Tum và Gia Lai. À, khu vực Tây Nguyên thì có các dân tộc Cơ Ho này ở tập trung ở vùng Lâm Đồng. ED thì tập trung ở vùng Đắk Lắk. Đa số là tập trung ở vùng Kon Tum, Gia Lai là người Bana. Kon Tum, Gia Lai là chủ yếu. Không biết này gì không? Chị á. Vậy người ta vô bỏ rượu ghè vào đó mà. Rượu ghè á? Không, là rượu bình cần. À, rượu cần. Cái nhà sàn. Đó, đúng rồi. Đây là nhà sàn nè. Đây là nhà sàn đó. À. Còn đây là biết nhà gì không? Nhà rong. Ừ, nhà rong. Đúng không? Đó, phải lên đây mới cảm nhận được. Ủa chú, làm cái gì? Ở trên quê thì người ta làm cái máy làm bằng tranh á. Biết có tranh không? Sao người ta nẹp lại. Này là cái gùi á. Cái gùi. Cái gùi. Gùi á. Gùi người con gái Bana hay là người mẹ Bana lên rẫy rồi đó, vác cái này. À. Có khi vác củi đỡ bỏ trong này đem về nhà á. Ở chú, đó là cái. Khi mà người ta đánh chiên thì người ta dùng trong thì người ta gọn. À. Đi xuống à. Ôi chú, ý nghĩa của mấy cái này sao mà làm không được? Cái này là trước khi mà người ta lên nhà sàn hay là người ta làm cái này thì trước hết là người ta bỏ đồ ở ngoài, không người ta dưới bụi á. Còn một số trong phong tục mà ăn uống gì đó bị kén ăn á, người ta sẽ lấy một miếng thôi đồ ăn, xong người ta băm vô đây này, có khi băm vô đây này. Người ta một chế thật ngon cho người nào bị kén ăn, người đó ăn một vài lần tự nhiên bị kén ăn hết. Tượng nó có ý nghĩa gì vậy chú? Cái tượng thì ở trong đa số là người ta dùng trong những ngôi mộ á, là tiếng Bana kêu là Pathi á. Pathi. Để tượng trưng cho người sống luôn ghi nhớ đến người chết. Khi mà mình nhảy như vậy thì nhảy vòng tròn thì mọi người phải cầm tay nhau. Con cầm tay chú nè, đó. Rồi xong, chú cầm tay con. Rồi. Đó. Thì sự nhặt lên đúng không? Bước lên. À, bước lên. Rồi xuống. Xuống. À, cái này biết nè. Rồi, lên. Bước lên. Rồi xuống. Lên. Ủa vậy thôi hả? Ừ. Dễ vậy? Để hai chú cháu làm thử cho coi. 1, 2, 3, đi vô xong đi ra. Phải gì ra nha, người đó. Đó không, vô xong rồi ra. Được không? Ở chú, thường thường cái áo này thì mặc với quần nè. Thường ở quê á, là con trai sẽ mặc khố. À khố. Khố vải dài thôi người ta. À vải dài không quấn thôi đúng không? Người ta quấn theo. Còn con gái? Con gái thì mặc váy. À. Mà thường là trẻ con mà để mà phân biệt cái váy của người Bana, tiếng Bana kêu là cloth, tức là miếng vải nó trắng, người ta dán trong phía sau này. Dạ. Khi người ta quấn lên sẽ để lại một cái vết trắng đó, là tức là cái đó là cái trang trí của người Bana thôi. Mình nhận biết là đây là áo của Gia Rai, đây là áo của người Bana, đây là áo của người
Bana. À, con cảm ơn chú rất nhiều. Nhờ có chú mà con hiểu biết thêm về dân tộc Bana. Cảm ơn bé đã muốn tìm hiểu về văn hóa của chú. Cái văn hóa đó thì hiện tại thì vẫn còn, vẫn chờ đợi những bé để mà tìm hiểu sâu hơn nữa trong tương lai và biết rõ hơn về người Bana. Rồi bây giờ đã đến lúc chú phải tạm biệt con và tất cả các bé rồi. Hẹn gặp lại các bé vào tuần sau nha. Tạm biệt. Xin chúc mừng. Vậy là cuối cùng thì các bạn nhỏ cũng đã có câu trả lời rồi. Và đúng vậy, đất nước của chúng ta có 54 dân tộc anh em. Các bạn hãy nhớ nha, vì câu hỏi này khi bất tình lình có ai đó hỏi, chúng ta hãy trả lời ngay lập tức. Chị Tường Vi tin rằng sau chuyến đi thực hiện ước mơ này thì bạn Quỳnh Anh sẽ giúp cho rất nhiều bạn nhỏ có thêm kiến thức về dân tộc Bana, một dân tộc anh em thuộc khu vực Tây Nguyên ở đất nước mình. Chị Tường Vi rất khuyến khích các em nhỏ có ước mơ muốn tìm hiểu về đất nước của chúng ta như là lịch sử, nè, văn hóa, địa lý. Hãy mạnh dạn gửi thư về chương trình. Nhưng mà nè, lưu ý nha, các em phải ghi rõ địa chỉ hoặc là số điện thoại. Như vậy thì chương trình mới tiện liên lạc với các em để thực hiện ước mơ được. Còn bây giờ thì tiếc quá đi, thời lượng dành chương trình đã hết rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chắp cây ước mơ tuổi thơ, để ngày mai tươi sáng cho đời. Chú sao lại có số từ nhỏ đến lớn? Nó gồm 16 cái, cả bộ trống, cả gì hết. Cả bộ của nó là 16 cái. Cái đó là mỗi người cầm một cái, phải tập trung, phải phối hợp với nhau lắm để mà đánh được một bài. Bên tiếng Bana của chú kêu là chiên rôn á, tức là nhớ hết không? Chiên rôn. Chiên rôn.